Hello cả nhà YouTube ha. Hello Leo. Xin chào YouTube. Hello family. Hello cả nhà. Thì chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chào cả nhà YouTube, chào mọi người. Chào gia đình ở bên Việt Nam. Mọi người chắc là đang Việt Nam đang. Oh, do you have your booster card in your phone? Hello cả nhà YouTube. Hello mọi người. We try it again. Try it again. Chúc mừng năm mới. Xin chào YouTube. Chúc mừng năm mới YouTube. Xin chào Cat Bang. Happy Lunar New Year everyone. Oh, it's gonna be good. You're the tiger. Yeah, you're the tiger. Qua năm mới gần tới năm. Qua năm con cọp thôi mọi người. Du lịch Việt Nam chuẩn bị ăn Tết. Mỹ thì mình không thấy Tết mọi người, mình chỉ thấy lạnh và thấy tiết thôi. Ngày hôm qua tiết cũng ghê. Nhưng mà hôm nay cuối tuần mình với lại Leo. Leo có đăng ký cho mình cái chích ngừa mũi 3 mọi người. I see a lot of people get in line for the Canadian for the third shot. For the what? That's seen a lot of people get light for the third one, right? Third one? Yeah. Yeah. At the beginning, Leo have first. They give for the old Bilbo first, right? Mm-hmm. It's a previous for the old Bilbo. Đó nghĩa là họ ưu tiên cho người lớn tuổi. Thì hồi trước cũng vậy, chích ngừa kia mình cũng vậy mọi người ơi. Ai dành đi chích trước thì mọi người mình chích sau. Khi nào thông thả thoải mái thì mình chích. Có nhiều người chích phải đi xa nhà gần cả tiếng đồng hồ nha mọi người. Tại vì không có chỗ mà họ cần chích thì họ đi chích. Cũng giống như những cái mũi chích ngừa đầu tiên vậy. Nhưng mà mình thì không, trời hôm nay lạnh lắm mọi người ơi. Lạnh bà cố luôn. Mình ở nhà mình nghĩ mình dẫn Leo đi ăn. Leo thích ăn gì? Do you like a... Oh sorry. Cheesecake Factory, ok Leo? Cheesecake Factory? Lạnh lắm bà con. Oh, that sounds good. Thì vô cái siêu thị gần nhà thôi mọi người. Chỗ này mình cũng chích hồi 4-5 tháng trước. Nó có cái nhà thuốc trong siêu thị. Từ xong mình vô đó mình chích thôi mọi người. Oh sorry. Mình đăng ký, mình vô đây mình chích thôi. Lạnh lắm mọi người, hôm nay lạnh nhiều lắm. Nhà thuốc này có mấy chị Việt Nam làm. Mũi thứ ba này nó kêu là booster. Chỗ này là nhiều người ta chích ngừa, ta ngồi ghế đó mọi người. Chích ngừa. Bà con Việt Nam ăn Tết vui vẻ ha. Cả nhà mình ăn Tết vui vẻ. Mình ở đây thì trời lạnh lắm mọi người, không có Tết gì đó. Mình chỉ thích dẫn Leo đi ăn thôi. Rồi đi về mua đồ cúng ở trong nhà trong cửa thôi rồi. Vậy thôi, đơn giản thôi. Ở đây có chị Việt Nam làm đó mọi người. Ây da. Hồi trước mình cũng có thấy mấy chị Việt Nam làm. Hi, how are you? So I have an appointment at 11 o'clock for the booster shot. Okay, I can help you over here at the door. Over there, okay. What's your last name? Yeah, here you go. You can track me in. For Pfizer? Yeah. You want to do your left arm or right arm?
Nói chung là cái giấy mình đã hẹn xong rồi mọi người. Rồi chừng nào người ta kêu mình thì mình chích thôi. Trời lạnh nhiều lắm mọi người. Đổi áo ra. Trời lạnh lắm bà con ơi, ở Mỹ tới Tết, ở đây không có Tết. Mặc lại áo thì chưa được đi oxy. Hãy giống như điện giật vậy mọi người. I think that a lot of people, they already have vaccinated for the booster, right? Yeah. No, that's not enough. So, not enough. They need more. They need more. Maybe the four. They need another four. Maybe. Leo đây nè mọi người. Xin chào Leo. Leo chích từ lâu rồi mọi người. Ở trước đi nhà thờ là cỡ là Leo đã chích rồi mọi người. Chủ nhật chị được nghỉ không? Ừ, dạ. Được nghỉ. Đây là mà part time thôi mà. Part time thôi. Dạ. Công việc chính của chị là gì nữa hả? Không, làm part time đủ rồi, không muốn làm thêm nữa. Chị làm nhiều rồi. Dạ. Làm part time thôi. Làm mấy cái job này nó stress lắm, nó không muốn làm thêm mấy cái. Ồ vậy hả? Ừ. Ôi em nhìn ngoài em thấy sướng. No, mà mấy cái này stress lắm. Dạ. Ngày xưa nhỏ 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 sợ cái kim đưa chưa tới nữa là sợ. Ok, cảm ơn chị nha, chúc mừng năm mới luôn dạ, nha. Chúc mừng năm mới. Dạ, yeah. Ok, thank you. Dạ, ngồi ngoài 15 phút thôi, hãy đi về nha. Dạ yeah. Wait for 15 minutes. Đó, chích xong mũi thứ ba này. Cũng không có nhiều người lắm. Hồi xưa giành giật rồi rất là đông, bây giờ cũng không đông. Ở chỗ này thì có hai chị Việt Nam. Tại nghiệp Leo lúc nào Leo cũng lấy lịch hẹn, Leo lo cho mình chích trước. Lo để mình đi chích. Thôi mọi người ơi. Thì chích xong. So what next? You hungry? We find something to eat. And then we go to temple a little bit. And then we back to Costco. Because they have some flower for Lunar New Year. I won't stop by. Chung là đi đâu Leo cũng chịu dẫn tụi mình đi mà mọi người. Leo đi đâu Leo cũng chịu, không bao giờ mà Leo cãi hết mọi người. Thì mình hỏi chị chích có bị hành không thì chị nói cũng tùy người thôi mọi người, có người hành có người không. Nhưng mà nếu mà mình hành thì mình uống Telanon vô nha mọi người. Đợi khoảng 15 phút mình mới ra nha mọi người. Đeo nhà mình thì đầu tư kỹ thuật số mọi người. Đó, số kiểu Mỹ á. Mua ở đây coi mình có trúng không. Không có trúng. Mua xong rồi tự let it hit. Yeah, no. Coi mình có trúng không mọi người. Ta nói là kỹ thuật số thì không cần trình độ mà chỉ cần trời độ. Sau 5 giờ là sẽ có kết quả số. You want buy a new one? I have the cash. Why not? Buy the new one. Today? 104 million drawn tonight. Tonight? Yeah. You can buy the new one. Make, but you can pick the number, right? How I can pick the number? Pick your own numbers. Okay, I can pick, remove it. I pick 51. Okay. Mình có thể tự chọn mọi người nè, nó có một dãy số mình có thể tự chọn.
số Powerball. Để xem Powerball là cái số đặc biệt ở đây, mình có thể số 19. Đó. True box hả? Đó, mình có thể chọn là cái số này nó chỉ có 2 đồng thôi mọi người. Đó, có thật máy hết trơn. Hên xui. Ngày mình trúng thì sao mình đâu biết. Đó, nó thả vé ra đây. Lụm. Con số may mắn là con số này. Keep it. Okay, let's go. Chích ngừa xong rồi nha mọi người. Mà nói chung với bà Hường mà cũng khoái mua số lắm mọi người. Bà cái mua số là bà có hào hứng, trời ngoài rất là lạnh nha mọi người. Bây giờ mình với lại theo đi kiếm gì ăn mọi người. Rất là lạnh, lạnh quá. Chích ngừa xong rồi nha bà con. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Bây giờ tụi mình đi kiếm gì ăn đi chơi mà trời lạnh thật sự là đi đi xa lắm, xin làm biết gì đâu, má nó lạnh, lạnh quá. Lạnh, lạnh quá trời lạnh luôn, lạnh teo chim. Ok, bye mọi người nha. Vậy định leo, định đi ăn gì đó, da má nó lạnh. Mà thôi thấy lạnh quá đi mua đồ về ăn mọi người, ở trong nhà cho nó ấm mọi người. Trời nó lạnh là thấy không muốn ra đường. Chỗ này nó có bán gà. Mấy bữa mình cũng hay ở đây mua ăn, mà Leo cũng thích ăn ở đây nên là mình hay mua cho Leo ăn. Ôi chú cha ơi nó lạnh quá. Ở Mỹ không có, không có thấy Tết mà chỉ thấy lạnh và thấy tiếc thôi à. Tai nó đỏ luôn mọi người. Hôm nay trời lạnh nhiều lắm á. Rất là lạnh. Hi, how are you? Good. Chuyện dễ sợ vậy cũng ngán phóng lên. Có nhiều người người thích, người ta thích lên camera. Có nhiều người không thích quay cho lạnh gió nữa. Cả nhà Việt Nam thấy tiết là như thế nào nha. Ủa thấy Mỹ Tết là như thế nào. Ê, ta nó lạnh quá. Mấy cái bánh này thì có hấp dẫn, mình đi đây mình quay hoài cho mọi người ăn. Đồ ăn bên đây nó cũng ngập mặt mọi người nè. Hạt, ngũ cốc rồi nó rất là nhiều. Đồ ăn quá trời nhiều đồ ăn. Chỗ này cũng khá là đông nha mọi người. Bây giờ hấu này mùa nào cũng có trời, để coi như trái. $13.99 trái luôn mọi người. Giống bánh mứt của Việt Nam ha. Nhìn màu đỏ đỏ cũng giống bánh mứt. Tomato salad, medium. Không có nhiều lắm mọi người, chưa ăn thử luôn. You want some this one? No, no. What is it? Macaroni. Macaroni. £1 of what is the strawberry you like? And you can buy some that. Medium. You want pudding? You get whatever you want. I don't know which one good. Look good, but I don't know which one. And finally, £1 of the chocolate eclair pudding. What you want? I don't know. Pudding? No, no, I have the cake at home. You want the chicken salad, egg salad? No, no, that's good. Tuna salad? Tuna salad, no. Small ham salad? Nhiều món lắm mọi người, nhìn đói bụng nữa gì muốn mua. Ham salad. Yeah, ham salad with the red, right? Yeah. You want anything else? That'll do it. That's finally it. I'll meet you up there.
Thịt gà đồ không mà mọi người ơi. Nhìn này rất là ngon nha, thịt thà không ạ. Gà bên đây nè. I need six of these. No, the wings. Drumettes, if you don't mind. Can I get a half a pound of seasoned party wings? And you want the big ones or the little ones? Oh, let the one better. And six of these. Same thing, drumettes if you don't mind. Get tail, why six? Tail. Huh? Get tail, this one. Make it 12. It doesn't matter, any pieces. Make one batch of baked potato. I don't know how many orders. How many orders? Chỗ này bán sẵn á, mọi người muốn ăn lúc nào cũng được. You want the big one too? No. That's a lot. And what is it, the small one? Huh? This one look like fish. I don't know, is that fish? I don't know. Is this fish or is this... Is this fish or chicken? Fish or just chicken? Okay, just chicken. Okay, anything else? Hay mấy bánh này nó đau bụng dễ sợ. Are you in line? Oh, can I get the one with the... No, this one, yeah. Three of that. Three. Uh-huh. Cái đó là gì quên tiêu rồi. How much? Three raisins. So it's gonna be $9. $9, bác Leo mua dưa hấu Leo đâu rồi. Mấy cái bánh này nhiều khi chỉ ăn vậy thôi là thấy ngon rồi, mọi người đâu cần ăn gì nhiều đâu. Mà thấy nhiều cái nó ngập mặt, ngập họng. Chocolate, chocolate đồ nó đầy họng hết trơn. Ăn nhiều vô rồi xong rồi nó nói là bụng ít ăn thì tự nhiên ít bệnh gì hả. Dưa hấu thì ăn. Mùa này mà còn ăn dưa hấu được. Đồ ăn đồ uống nhiều lắm mọi người ơi. Cuối tuần nữa người ta cũng ăn nhiều lắm. Chợ siêu thị đâu cũng đông. Why we park the car? Hỏi tai nha. Đồ ăn đồ uống. Bây giờ lạnh quá. Tay cầm. Tired. Xách con chút mà nó mệt tay chân. Ok. You okay? I'm okay. So heavy for the watermelon. That's a heavy watermelon. Trái đó là 14 đồng mọi người. Nặng quá trời nặng. Ok, bây giờ mình đi về ăn thôi nha mọi người. Cảm ơn mọi người, cảm ơn bà con, cảm ơn cả nhà coi YouTube của mình nha. Chúc mọi người, chúc mừng năm mới cả nhà. Chúc mừng năm mới cả nhà YouTube. Chúc mọi người phát tài, may mắn, bình an nha mọi người. Năm cũ bước qua năm mới. Mình kiếm đồ ăn thôi chứ Mỹ này nó không có cái ăn kiểu giống như Việt Nam mình. Nhưng mà thôi, ở đâu quen đó mọi người, có ăn có là thôi, cũng bình thường mọi người. Có ăn là đã là mừng rồi. Bây giờ mình đi ăn thì mình chích xong cái tay mình cảm giác nó tê cho tay của mình. Lạnh quá, không muốn đi xa luôn mọi người. It's really cold, Leo, huh? It is really cold. We don't want to go far away, go home warmer. Bye bye.
say chúc mừng năm mới. Liệu can say chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. What? Happy New Year. Oh, Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng. Say it again. Chúc mừng. Boy. No, slowly. Chúc. Chúc. Mừng. Mừng. Năm. Năm. Mới. Mới. Các bạn. Các bạn. Chúc mừng năm mới các bạn. Happy New Year. Chúc mừng năm mới bà con nha. Chúc mừng. Chúc mừng năm mới. Năm. Yeah. I'm sorry people, I cannot speak Vietnamese very well. I'm sorry people, I can speak English really well too. She's really good in English. Not really good, just better, better, better every day. Better, 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 a little bit, a little bit. Hang up light. Hang 'em high, yeah. Hang up light. Hang up light. Lạnh mà nó cũng tay. Tạm biệt. Tạm biệt.